Dạ kính chào tất cả quý khách hàng thương mến quay trở lại kênh máy hàng Quyền nha. Hôm nay là cũng một trong những ngày đầu tháng 6, một lần nữa cho mình gửi lời chúc đến tất cả quý khách hàng một những ngày đầu tháng thật an lành, an lạc và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Hôm nay thì cũng rất là vui mừng là mình có làm cái video về con tích lạnh, tích xung, tích điểm hàng que của thương hiệu Sanjo mà làm cách đây cũng hơn 2 tầng thì phải. Thì bây giờ hiệu ứng cũng đã được xảy ra và sự đền đáp. Tức là cũng mình cũng đã được khách hàng không phụ lòng và đã tin tưởng và ủng hộ rất nhiều. Hôm nay có 5 vị khách hàng đã không biết làm sao nữa. Cái ngày gì mà hả ế là nó ế dữ lắm quý khách, mà đặt một loại máy là nó đặt, khách hàng đặt cùng một loại máy. Đó, thì hôm nay mình rất là vui mừng thông báo là bán được 5 dòng máy tích 200B của thương hiệu Sanjo rất xịn hào, đặt tiêu chuẩn châu Âu này nha quý khách hàng. Đầu tiên thì mình sẽ cảm ơn tất cả 5 vị khách hàng này. Cảm ơn anh Hiếu ở Bình Dương, chút xíu làm xong sẽ gửi đi xe thành công cho anh liền. Anh đã chuyển khoản trước 100%, cảm ơn anh Hiếu rất nhiều. Đây là máy của anh, em để ở đây. Cảm ơn anh Hoàng ở huyện Rong Văn, Đắk Lắk. Máy của anh nằm đây, em sẽ test nha. Cảm ơn anh Tiền ở Phú Yên, ở Định Thành và Định Đông, Phú Yên. Code cộng bao ship gửi Viettel. Phú Yên Viettel ok, có mấy chỗ gửi Viettel mà rất cảm ơn Đức Dương nha. Đức Dương này anh có trao đổi với bà xã anh, thì anh sẽ cố gắng làm qua tiếng Việt cho em. Em nói lằng nhằng quá thì em dễ tiếng Việt, mà thực ra cái sự biểu diễn của cái này nó rõ ràng lắm nè Dương. Chút xíu nữa anh nói cho em dễ hình dung. Rồi, và cuối cùng là cảm ơn Gara Tốt, anh Gara Tốt giao hàng tiết kiệm ở Cà Mau. Anh cũng mua con máy tích 200B 6 triệu 8 này. Rồi, để tránh mất thời gian dông dài thì mình sẽ tóm tắt lại tất cả cái phụ kiện của nó và mình đi vô mình test cho Nam Anh rất nhanh. Test rất nhanh là mình để video nó dài nha quý khách hàng nha. Đó, phụ kiện giá 6 triệu 8 thì quý khách cũng vừa nhìn trên biên bản rồi đó, sẽ bao gồm một cái súng cáp khí đi rời, nó gọi là Sovaretor, dài 4 mét miên man, cáp đi rời, khí đi rời theo tiêu chuẩn châu Âu nè. Nó khớp nó nhanh. Rồi đây là dây điều khiển để mình kích cò nè quý khách. Ra hai dây này nè, rút này ra. Đây là hai dây điều khiển kích cò nè. Đó. Rồi đây là cộng kẹp mát ha. Nhắc lại lần nữa, 6 triệu 8 bao gồm một cái súng Sovaretor cáp khí đi rời WB26 nha. Một cái cộng kẹp mát rất là xịn hào bằng đồng. Rồi, một ống dẫn khí, một cái đồng hồ nè, thôi bỏ đây cho em quay cho dễ nè, một cái kiềm hàng dài 3 mét miên man, kiềm hàng que, một cái ống dẫn khí đi cái đồng hồ hoạt gông nè, 191 rất là xịn hào nè, một cái kiềm hàng que dài 3 mét miên man kiểu Mỹ nè, đó, cây kẹp mát nè, nãy mình có nói rồi mình lặp lại nè, bỏ lên bàn nè, kẹp mát nè, một cái kính điện tử này rất là dễ để hàng tích lạnh, tích điểm, tích xung nha. Kính này là hai tròng, rất là mắc tiền, rất là tốt. Mình hàng tích lạnh mình chỉ cần vậy thôi, tại vì đã lạnh thì hồ quang nó không có làm cho mình hại mắc mấy đâu nha quý khách hàng nha. Tại vì nó không có gia nhiệt nhiều cho nên độ nóng nó ít, cho nên mình đeo cái kiến này nó sẽ hay hơn, đeo kiến kia nó ngọt lắm. Rồi một bộ kích hàng tích nó bao gồm 6 cây kim hàng đó, 6 cây kim hàng, 3 cây kim 2 ly 4, 3 cây kim 1 ly 6 và bộ kích để mình kẹp những cái vật tư này. Rồi đó, để rồi còn gì nữa không? Hết rồi đúng không? Đó, đây là toàn bộ phụ kiện cho theo máy em này. Rồi, đây là dòng máy rất là xịn hào nha. Rồi, bây giờ thể theo yêu cầu của Đức Dương á, thì anh bây giờ anh test con máy này cho Đức Dương và anh sẽ đi dán số seri cho từng người một. Đó, đầu tiên em sẽ dán ở bên này nè. Đây là quy trình đóng hàng. Đây là quy trình đóng hàng của kênh máy hàng em Quyền nha. Đầu tiên mình sẽ dán cái này cho anh Hiếu, anh đã chuyển khoản rồi. Đây là cái kênh YouTube của máy hàng em Quyền, mình dán nhanh vô. Đây là công ty Vĩnh Phong, là nhà, là kênh máy hàng em Quyền, là kênh YouTube chính thức của công ty Vĩnh Phong. Thì mình sẽ dán cái tem bảo hành vô đây. Đó, mình dán đây. Đây là số seri của anh Hiếu nha anh Hiếu. Mình sẽ dán vô đây cho anh Hiếu luôn. Đây là có giá trị bảo hành, như một phiếu bảo hành. Đó, mình sẽ dán phía dưới này cho anh. Số máy anh là 225995. Rồi mình còn một số nữa mình sẽ dán phía dưới đáy của cái máy, để lỡ anh còn mất số này thì còn số khác nha. Rồi.
Còn một cái nữa mình sẽ dán ở trên biên bản này, lỡ mặc dù trước khi là mình ra giấy tờ là hệ thống tạo mã của công ty đã lưu vô phần mềm rồi, nhưng mà đây là phần cơ để tất cả cùng nhau bảo quản, để mình có trách nhiệm với nhau rất là cao. Còn một cái nữa mình sẽ lưu ở đây, vô trong biên bản giao hàng này. Mất cái này, còn cái dưới đáy máy. Rồi, mất cả hai cái này, còn cái lưu ở trong phần cứng này. Mất hết luôn, vẫn còn trong phần mềm. Đó là cái quy trình đóng. Thì để tránh mất thời gian thì chút xíu nữa mình sẽ đóng cho bốn anh còn lại. Bây giờ mình sẽ vô mình test cho Đức Dương ở Lạng Sơn để đi cho kịp nha. Anh sẽ nói sơ trên cái sơ đồ này nè Đức Dương. Em đừng có lo về chuyện này. Dĩ nhiên là anh có dịch ra tiếng Việt hết rồi. Nó vẽ theo mấy hình này nè. Mấy cái lỗ anh vẽ rồi. Nhưng mà anh sẽ bỏ đống này vô cho em nha Đức Dương nha. Nhưng mà bây giờ anh có dịch tiếng Việt rồi thì mà để tránh mất thời gian video, anh sẽ test cho em với bốn anh kia. Mỗi anh một tính năng cho video nó nhanh nha. Đầu tiên Đức Dương nè, nhìn nè. Máy mình nó có tính năng hàng que nè. Dễ rồi ha. Rồi, tính năng tích xung nè ha. Tính năng hàng tích DC. Bây giờ để tránh mất thời gian thì anh nói luôn. Tích DC là cái đường biểu diễn nó vậy nè, zoom gần lại giùm anh. Cái đường phía dưới này là 0A. Ha. Khi mình hàng là có một cái đường nó đi thẳng ngang nè. Nó cái đường đi ngang này là cái đường biểu diễn cho đường hàng. Thì bây giờ trong cái chức năng tích DC này thì anh sẽ có chức năng 2T. Và anh ví dụ anh sẽ hàng một cái miếng inox dày 2 ly nè. Anh chuẩn bị lôi ra anh hàng cho em coi. Thì anh sẽ đặt dòng chính nha, là 110A. Thì khi anh không hàng thì nó zoom gần lại luôn, anh chỉ tiếp nè. Anh không hàng thì nó 0A. Khi anh hàng nó sẽ cái đường biểu diễn này là đường là 110A nè. Thì bây giờ anh đặt cái chức năng 2T, anh đặt dòng là 110A. Đó là chức năng tích DC nha. Đây là khí ra trước, nó có vẽ hình bình khí nè. Anh nhấn chỉnh là 0,2 giây thì 0,2 giây nhấn cò nó mới ra hồ quang. Dòng lên 110. Nhấn cái nữa nó chạy xuống nè, đây nè. Khí ra sau nè, anh chỉnh 3 giây. Đó, rồi bây giờ anh đặt dòng chính cho em coi nè, 110A, và anh vô anh hàng liền ngay chức năng tích DC cho Đức Dương. Đó, anh hàng tay trái luôn. Có nghĩa là gì? Hiện giờ mình đang không hàng ở chức năng 2T nha. Bây giờ anh phải bon khép mấy cái này điểm này lại. Rồi sau đó anh kéo. Anh khép điểm cuối nè. Đây là cách bon nè nha. Nó đặt cái kim vô ngay đây. Bóp cái cho nó ăn nè. Đây là từ không hàng là 0A. Nhấn cò là có hào dòng là 110A. Và nó sẽ cho hai miếng inox này chảy lại nhau nha. Rồi anh làm xong rồi anh sẽ vô DC liền. Đây là đầu tiên mình phải bon inox dính lại. Vô. Rồi nó đã dính lại rồi. Đó, Đức Dương thấy không? Rất là dễ rồi. Anh làm tiếp điểm nữa nè. Anh phải khép mấy này lại để nó hở ra rồi. Anh đặt vô ngay đúng tim của hai cái miếng inox mình cần hàng nè. Bóp còn cái. Rồi, nó đã dính lại rồi. Rất là dễ nha Dương. Rồi, làm cái nữa đi, khép lại luôn cho nó gọn. Đây, vô nè. Khép lại luôn nè. Rồi. Bây giờ để cho nó đẹp cái này thì anh hàng kéo, anh giảm lại 70A thôi. 75A. 75. 70 luôn đi. Rồi, giờ không hàng là 75A. Ở chức năng 2T. Ê xin lỗi, không hàng là 0A, hàng là lên 70A nha Dương nha. Rồi anh biểu diễn một đường này nha. Vô. Đó, nó đang 70A. Đó gọi là tích DC. Nếu quá trình này mình diễn ra nhanh như hoài như vậy nè, em thấy đường hàng rất là đẹp nè. Đó, nếu mình cứ duy trì kéo dài hoài thì tất cả cái sự gia nhiệt của miếng inox này, gia nhiệt lên thì nó sẽ cong miếng inox. Nhưng mà con hàng nó vẫn rất là vẫn cứ đẹp nha em nha. Đây gọi là tích năng tích DC ở chức năng 2T. Cũng là tích DC nha Dương, để ý kỹ nha. Nhưng bây giờ anh sẽ thay đổi chút xíu là ở chức năng 4T. Rồi, anh vô anh làm liền. 4T có nghĩa là gì? 4T thì mình không giữ cò nữa. Nhưng mà trong quá trình chỉnh 4T á, thì mình sẽ có cái dòng bắt đầu là cái dòng để mình thấy đường mình hàng. Thì anh nói sơ qua cái nè. Đây, đầu tiên là chỉnh khí ra trước là 0,2 giây. Dòng bắt đầu anh cho là 50A. Nhỏ ra đi, tại mình đặt cái dòng chính của mình là hiện giờ đang là 60 rồi. Thì mình đặt dòng bắt đầu là 30 thôi. Đây là khi em nhấn cò nó sẽ là 30A. Rồi, em buông cò ra nó sẽ di chuyển là
trong vòng 1 giây, 0,5 giây đi, nó sẽ lên là dòng là 60A nè. Đó gọi là chức năng 4T nha. Rồi, khi em nhấn cò lần nữa là lần thứ 3 rồi, thì trong vòng 0,5 giây nó sẽ duy trì xuống dòng cuối cùng này, anh chỉnh cho nó là 30A giống hồi nãy luôn này. Hồi nãy bên này anh chỉnh cái dòng bắt đầu 30. Thời gian từ 30 lên 60 là 0,5. Dòng chính là 60. Cái này là 0,5. Từ 60 trong vòng 0,5 giây nó sẽ xuống lại dòng 30. Đó, em để ý đó là quá trình 4T của mình. Đó, hay còn người ta còn gọi, dân gian mình gọi là hàng hai lửa đó. Đó, mình nhấn cái đầu tiên nó là dòng 30, mình buông ra thì mất 0,5 giây nó đi lên dòng 60. Nhấn cái nữa thì nó mất 0,5 giây nó xuống lại dòng 30. Theo dõi quá trình đó giùm anh nha Dương, Đức Dương nha. Nhấn một cái là 30 nha. Lửa rất là nhỏ nha. Buông ra là nó sẽ lên nè. Nó lên hàng. Rồi hàng. Rồi bóp cái nữa 30 nè. Nó lửa nhỏ lại. Buông cái nữa ngắt. Đó gọi là chức năng hàng 4T. Nó rất là hay. Nó có kêu bằng lửa nhỏ, lửa lớn đó. Cái lửa đầu tiên là nhỏ. Nó còn hàng đó, nó rất là đẹp. Xong nha, tranh thủ vô. Quay lên màn hình để anh nói. Rồi sau đó mình vô chức năng xung nha Đức Dương. Xung có nghĩa là có sự dao động giữa một cái dòng chính và cái dòng nền. Thì trong trường hợp này mình sẽ đang cũng sẽ sử dụng là dòng là 70A đi. Xung thì nó có tạo ra cái dòng chảy. Anh đặt 70 ha, ở chức năng 2T. Rồi là chảy cái miếng inox đó. Khi ra trước vẫn đặt 0,2 giây. Dòng chính để chảy miếng inox là 70A. Đây là thời gian để nó ngâm cái dòng chính, người ta gọi là điều ti nè. Nè, nó có vẽ đường biểu diễn nè, em yên tâm đi. Anh nhấn cái nữa là cái trong quá trình từ 70 nó xuống lại cái dòng nền trong một lần như vậy, anh một giây thì anh gọi là một hạt, anh chỉnh tần số xung là một hạt nè. Em coi lại nè nha, 70, 30% là 0,3 giây anh ngâm dòng 70A. Tần số xung có nghĩa là từ 70A xuống lại dòng nền anh đặt là, máy mình là nhỏ nhất là 5A nha. Nhưng mà bây giờ anh sẽ đặt là 5A đi. Rồi 5A đi, hơi 10 đi. Rồi. Từ 70 xuống 10A trong một lần như vậy, một giây thì anh đặt là một hạt. Thì đây nè, nói lại lần nữa nè, 70. Thời gian ngâm dòng chính là 0,3 giây. Từ dòng chính xuống dòng nền một giây một lần là anh chính là một hạt. Đây. Em có thể chỉnh số này lên 200 hạt. Nhưng mà trong cái video này mình chỉnh một hạt thôi. Đó. Rồi. Đây là dòng nền. Đó. Đây xung có sự là dao động giữa dòng chảy và dòng làm nguội. Dòng chảy và dòng làm nguội. Rồi. Mời quý khách hàng cũng như Đức Dương coi. Vô nha. Đó, súng là như vậy. Nó rất thích hợp cho người mới tập hàng tích. Khi mà nó sáng lửa lên là mình sẽ mồi hàng kim vô, mồi là mồi cái cây rót vô, sáng lên là mồi rót vô. Rồi xong. Đây là hiệu ứng của thằng súng. Mời quý khách theo dõi trên màn hình. Súng là nó sẽ tạo ra dãy cá như vậy đó. Đó, cứ lên 70 xuống 10, lên 70 xuống 10, lên 70 xuống 10, lên 70 xuống 10. Rồi bây giờ để tránh mất thời gian mình sẽ vô mình hàng tiếp. Cũng có thông số đó mà mình qua 4T nha Đức Dương nha, em để ý tiếp nha. Cũng ở tính năng xung nhưng mà chuyển qua 4T nha. 4T. Vô, tay mình buông ra và bắt đầu mình hàng tiếp tục nha. 4T. Buông tay nè. Tay mình buông rồi. Đó. Thì quý khách nhìn bây giờ cái thời gian ngâm cái dòng chính của mình nó ngắn lắm. Nhưng mà cái lửa yếu á, nó ngâm lâu hơn thì nó sẽ tạo ra cái hiệu ứng nó trắng hơn. Rồi, kết thúc. Đó, đây là cái đường xung mà mình hàng ở chức năng 4T nè. Đó, quý khách thấy không? Nãy mình giảm cái thời gian ngâm nè. Đầu tiên mình ngâm 30 nó tím rịm nè. Đó, bây giờ mình giảm lại còn có 20%, có nghĩa là tương đương 0,2 giây. Đó, thì con hàng nó sẽ sáng giới lên. Rồi bây giờ tính năng cuối cùng.
là tính năng hàng điểm. Thì bây giờ hàng điểm có nghĩa là gì nè quý khách? Hàng điểm nè là mình nhấn cò. Hàng điểm á là mình sẽ di chuyển xuống chức năng hàng điểm. Dòng mình vẫn đặt 70A ha, bây giờ mình lên 80 thì điểm thì nó lâu, nó không có ngâm cái thời gian lâu, cho nên mình lên 100 đi, 90 đi. Điểm là vậy nè quý khách. Mình sẽ duy trì ra hàng triệu điểm giống nhau. Còn này mình tắt nó đi. Từ từ mình nói tới này, điểm có nghĩa là gì? Mình nhấn cò một lần là tự nó tạo ra một điểm, nhấn cò một lần tạo ra điểm. Thì trên lý thuyết mình đang nói nè. Bây giờ mình sẽ đặt dòng chính là 90A, thời gian hàng là 10 mili giây nha quý khách. Thời gian hàng điểm á, một điểm vậy là nó mất 10 mili giây. Rồi mời quý khách theo dõi ở chức năng tiếp theo, tính năng thứ tư của máy này. Điểm thứ nhất nè, một điểm di chuyển qua, quý khách để ý cái tay mình nha. Hai điểm, ba điểm, bốn điểm, năm điểm, sáu điểm. Bây giờ mình ngưng lại cho quý khách coi cái điểm đó đã. Mình thấy nó ngâm nhiều quá, không? Nhưng mình sẽ giảm lại. Mình thấy nó ngâm nhiều quá, mình giảm lại. Mình giảm cái thời gian ngâm chỗ này nè, mình cho nó 5 mili giây thôi. Và đồng thời mình cho cái dòng chính này xuống 80 thôi, 70 thôi, giống như khúc đầu mình hàng luôn. Tại vì con hàng nó xanh quá nè, không? Bây giờ mình làm lại lần nữa nha. Đây là chức năng hàng điểm. Vô. Đó, một điểm, hai điểm, quý khách để cái tay mình nha, ba điểm, bốn điểm, năm điểm, sáu điểm, bảy điểm, tám điểm, chín điểm, mười điểm. Đó, bây giờ quý khách nhìn cái hiệu ứng của nó nè, nó rất là đẹp, nó gần như là lạnh vậy đó, nhưng mà hàng rất là nhiều điểm này nó giống nhau nè. Đó, mình có thể mình gia giảm cái thời gian nó ngâm dòng. Nó giờ mình để có 70A thôi, nó sẽ tạo ra vậy nè. Đó, quý khách hiểu không? Đó, rồi bây giờ mình làm thêm một cái lần điểm này, bên cuối cùng này là mình làm lạnh nha. Bây giờ thay vì mình bóp cái, mình ngưng nè, mình cho nói quý khách nghe là mình bóp cái nè. Rồi nó tự ngắt nè, bóp cái tự ngắt nè. Như vậy là cũng là một dạng lạnh đó. Thôi mệt quá đi ha, mình mệt rồi. Thì bây giờ máy nó sẽ tự làm cho mình cái điều đó. Thì bây giờ mời quý khách nhìn lên màn hình. Rồi mình cũng nhờ cái cầm mượn cái miếng inox lại đây mình nói lại lần nữa. Đây là cái đường cuối cùng mình hàng ở chức năng hàng điểm nè. Thì mình đang chỉnh nè, 70A để cho nó chảy miếng inox này. Và thời gian ngâm 70A là mình cho là 5 mili giây. À, quý khách thấy không? Thì bây giờ... và mà mỗi lần mình hàng nó vẫn tạo ra hàng nãy mình hàng chục điểm nè, nó giống nhau, nó đẹp nè, mà mình mỏi tay quá rồi. Thì bây giờ mình sẽ vô tính năng thứ tư của em, nó là tính năng tích lạnh. Thì cũng y vậy thôi, mình duy trì cái dòng này là 5 mili giây, nhưng mà bây giờ mình cho nó nhịp nha quý khách. Mình cho nó mỗi lần vậy là 0,7 giây, nó nhịp lên nó tạo ra giùm mình. Thay vì nãy mình nhịp từng cái mà mệt quá, bây giờ mình bóp một lần thôi máy nó tự nhịp, cái đó gọi là hàng tích lạnh. Rồi mời quý khách theo dõi nha. Vô nè. Đó. Đó. Tay mình bây giờ nhấn có một lần rồi quý khách. Khúc mình mới á, mình làm chậm thôi, khi nào mình quen rồi thì mình cho nó chớp nhanh lên. Đó, khi nào quý khách hàng quen rồi thì mình cho nó chớp nhanh lên. Đó, ví dụ giờ mình cho nó chớp nhanh lên cái nha. Đó, mình cho nó chớp nhanh cực kỳ lên. Đó, nhanh. Ở này một khi chớp nhanh thì mình cho này lên chín nha. Rồi, nhanh thì mình sẽ cho nó xuống 0,5. Đâu, nhanh là mình cho nó lên 1 đi, 1,2 đi. Rồi, nhanh nha quý khách hàng nha. Một khi nhanh thì mình sẽ cũng tăng cái dòng này lên chút xíu, cho nó lên 100 luôn. Đó, mình cho lên 104, 103 cũng được. 125 đi, rồi vô. Cho nha quý khách hàng nha.
đó. Khi mà quý khách quen tay rồi thì quý khách sẽ thể cho nó chớp nhanh lên. Đây là đường hàng tích lạnh nè. Đó, giờ mình trước khi chia tay mình chỉnh cho nó nhanh lên cho quý khách coi đường nữa ha. Nhanh nè, muốn quý khách muốn nhanh thì dễ đây, lên 1.6, 1.8 luôn, 2 chấm luôn, nó chạy ầm ầm luôn nè. Khi chia tay khách hàng nha. Đó quý khách, thấy không? Nó cái đường cuối cùng mình hàng nó chớp nhanh nè. Thì con hàng nó sẽ nhuyễn lại nè. Mình che cái bóng lại cho nó em nó quay nè. Đó, cái đường cuối cùng mình chớp rất là nhanh quý khách. Đó, đó là khả năng là hàng tích lạnh. Rồi. Đây, tính năng hàng que là tính năng ở dưới cùng. Thì trong tính năng hàng que của mình á, máy này rất là mạnh, dòng của nó là dòng đủ. Đối với máy người ta như con này là nó kêu bằng 250 nè. Nhưng mà máy anh thì đúng dòng 200A là 200A. Nó thì trong tính năng que nó có chức năng này nè. Đây là hot tạc, khởi động nóng nha. Đó, máy khác không có đâu. Khởi động nóng là để giúp dễ mỏi hồ, mồi hồ quang. Đó, mình có thể chỉnh là 20, 30, 40, 50% gì đó so với cái dòng chính, gọi là hot tạc. Và bên cạnh đó nó có chức năng là hạt phốt, là hàng leo. Đó, nếu mình không hàng leo, mình hàng cho mình phẳng, mặt phẳng thì mình tắt nó đi. Đó, nhà Đức Dương cũng như tất cả 4 vị khách còn lại. Rồi thôi, hôm nay là video cũng khá dài rồi. Một lần nữa cảm ơn tất cả quý khách hàng đã thương mến, ủng hộ, đã đặt. Rồi hôm nay cho khép video lại đây. Một lần nữa chúc tất cả quý khách hàng một ngày thật là an lạc, vui vẻ bên gia đình và người thân. Quý khách nhớ nhấn nút đăng ký kênh, nhấn vào thẻ chuông để nhận được những video mà mình sẽ làm post lên hàng ngày nha quý khách hàng nha. Xin thân ái chào tạm biệt quý khách hàng.